chào 500 anh chị em cùng tất cả quý bạn và các vị đang đồng hành cùng với kênh BMG Khám Phá. Các anh chị em biết không, Amazon là rừng rậm nhiệt đới lớn nhất trên thế giới và là nơi trú ngụ của hơn 16.000 loài động vật lớn nhỏ, trong đó có cả những loài được mệnh danh là ác quỷ, có thể khiến người ta một đi không trở lại khi đặt chân đến nơi đây. Theo các nhà khoa học thống kê, cứ trung bình 3 ngày lại có một loài động vật mới được phát hiện tại khu rừng rậm Nam Mỹ này. Wow, nghe cực kỳ thú vị đúng không nào? Cũng chính bởi lý do này mà cánh rừng Amazon được xem là một trong những khu vực bí ẩn nhất trong thế giới tự nhiên với đầy rẫy những sinh vật đáng sợ. Trong video ngày hôm nay, BMG Khám Phá sẽ chia sẻ với các bạn về top 10 loài động vật nguy hiểm nhất ẩn náu trong khu rừng rậm Amazon. Nhớ là đừng bỏ chạy nhé các anh em của tôi, vì đây chỉ là quái thú trên màn hình thôi mà. Còn chần chờ gì nữa mà không bắt đầu ngay thôi. Đứng ở vị trí thứ 10, đó chính là loài cá hổ piranha. Với bộ răng sắc, nhọn có thể cắn đứt cả kim loại nặng. Không ngạc nhiên khi một đàn cá piranha có thể sơi tái một chú bò chỉ trong vòng 10 đến 15 phút. Mới đây, một cậu bé 11 tuổi, người Peru không may trở thành nạn nhân của loài cá ăn thịt piranha. Ngay khi rơi xuống nước, chú bé này đã bị cá piranha rỉa thịt đến chết. Hẳn nhiều người thắc mắc rằng loài cá này như thế nào và vì sao chúng lại đáng sợ đến vậy? Câu trả lời sẽ được bật mí ngay sau đây. Loài cá piranha hay còn gọi là cá hổ, cá răng đao thường sống theo bầy đàn và được coi là loài thủy quái nguy hiểm nhất vùng Amazon ở Nam Mỹ. Chúng có màu sắc khá bắt mắt, từ vàng, xám, hơi xanh, hơi đỏ cho tới đen, dài trung bình từ 15 đến 26cm. Điểm đặc trưng của piranha là sở hữu những chiếc răng hình tam giác, sắc như là dao cạo, răng lớn ở hàm dưới, răng nhỏ ở hàm trên, khi miệng đóng lại, răng ở hai hàm chồng khít giống như một cái bẫy. Với bộ răng sắc nhọn có thể cắn đứt cả kim loại như vậy. Không ngạc nhiên khi một đàn cá piranha có thể sơi tái một chú bò chỉ trong vòng 10 đến 15 phút, còn với kích cỡ con người thì chắc tầm vài phút thôi. Không chỉ sở hữu hàm răng sắc nhọn, piranha còn có thính giác khá nhạy. Điều này giúp chúng xác định được vị trí của con mồi ngay cả trong dòng nước đục. Đặc biệt hơn, cá piranha còn được mệnh danh là loài vật khát máu, bởi lẽ khi tấn công con mồi, nạn nhân bị chảy máu dưới nước sẽ càng kích thích bản năng ăn thịt của piranha và càng khiến loài cá này tấn công điên cuồng hơn. Theo một báo cáo đăng tải trên chuyên san Scientific Reports, dù có kích thước không lớn nhưng cơ hàm của cá piranha đen lại rất khỏe và piranha đen có thể thực hiện những cú táp có lực hơn gấp 30 lần trọng lượng cơ thể. Để rút ra kết luận này, các chuyên gia đã thử nghiệm với 15 cá thể piranha đen dài 20 đến 37cm. Kết quả cho thấy, những cá thể piranha này luôn sẵn sàng tung ra các cú táp liên tục và chớp nhoáng. Chúng có thể nhai gọn các xương đốt ngón tay ở người trong tích tắc. 9. Chân khổng lồ Anaconda. Sở hữu cân nặng cực khủng tới 250kg và chiều dài lên tới 9m là những con số khủng khiếp khi nói đến kích thước của loài chân khổng lồ này. Kích thước của nó lớn bằng một chiếc xe buýt cỡ đại, là loài động vật bản xứ ở Nam Mỹ. Đây được coi là loài chân lớn nhất thế giới và hầu hết thời gian nó đều ngâm mình dưới dòng nước, sông Amazon để chờ đợi những con mồi xấu số. Về tập quán sinh sống, Anaconda sống dưới nước nhưng lại không ăn thủy sản như cá mà luôn rình rập các con mồi xấu số của mình. Con mồi ưa thích của chúng là cá sấu Nam Mỹ, các loài rắn khác, dê và thậm chí là cả báo Nam Mỹ. Có nhiều cuộc chiến khốc liệt đã xảy ra, giữa là cuộc chiến giữa chân Anaconda và cá sấu để tranh chức thủ lĩnh đầm lầy. Và đương nhiên, phần thắng thuộc về loài quái vật khổng lồ đáng sợ nhất rừng Amazon này. Không có quá nhiều kẻ thù, một con chân Anaconda có thể dễ dàng vượt qua cột mốc 10 đến 12 năm tuổi thọ trong tự nhiên. Trong môi trường nuôi nhốt, con số ấy sẽ lên tới 30 năm. Tuy vậy, chúng khá yếu ớt và thường trở thành con mồi dễ dàng cho nhiều kẻ săn mồi. Chỉ có một vài phần trăm sống sót đến tuổi trưởng thành, do đó chúng đẻ rất nhiều trứng để bù trừ. Chân Anaconda có thể sống tự lập ngay lập tức và rời mẹ chỉ vài giờ sau khi được sinh ra. Chân Anaconda di chuyển khá chậm nên chúng thường dựa vào khả năng tàng hình và các đòn tấn công bất ngờ để bắt được con mồi. Tuy nhiên, trước đám cháy rừng Amazon, liệu loài quái vật khổng lồ đáng sợ nhất rừng rậm Amazon này có khả năng sống sót thần kỳ ngay cả khi không thể thoát ra khỏi một cánh rừng đang cháy hay không, hiện vẫn còn đang là một ẩn số. 8. Rắn Fodderland. Loài rắn này có thể vô cớ tấn công với nọc độc gây nôn, bất tỉnh, thối cơ, chảy máu trong, thậm chí là mất trí nhớ tạm thời hay vĩnh viễn. Người địa phương gọi chúng là rắn ba bước, nghĩa là bị cắn thì chỉ đi ba bước là chết. Dù có tầm tấn công hẹp, Fodderland di chuyển nhanh hơn mắt thường có thể nhìn thấy.
Ngay cả cầy mangut, loài nổi tiếng với khả năng săn rắn hổ mang chúa, cũng chỉ có cơ hội sống sót 50-50 khi đối mặt với loài rắn này. Đây cũng là một loài vật có bản năng bảo vệ chủ quyền mạnh mẽ. Chúng sẵn sàng tấn công bất kỳ loài vật nào xâm phạm vào lãnh thổ của mình mà không hề ngần ngại. Đây đúng là đặc trưng của giống loài hiếu chiến. Một khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai. 7. Kiến đầu đạn. Nghe cái tên thôi đã thấy tinh thần chiến đấu đầy mình rồi đúng không nào? Kiến đầu đạn được coi là người khổng lồ trong thế giới loài kiến. Chúng có chiều dài tới 2,5cm với ngoại hình khá đáng sợ và dữ dằn. Tuy bình thường chúng khá hiền lành nhưng sẽ không ngần ngại tấn công nếu bị kích động. Nếu như bị làm phiền thì từ tổ trên cây chúng thả người xuống và cắn nạn nhân. Vết cắn của chúng được mô tả như là đi trên than hồng với đinh cắm trong gót chân và cơn đau sẽ kéo dài tới 24 tiếng. Bạn sẽ mất mạng nếu bị sốc phản vệ, còn thường thì chỉ bị nôn và tê liệt tạm thời. Điều đáng sợ là một con có thể cắn nhiều lần một giây và sẽ tiết ra một chất khiến những con khác tấn công nạn nhân. Vậy nên đối với lũ kiến đầu đạn này thì tốt nhất là để yên cho anh Hiền nhé. 6. Cá sấu đen Caiman, hung thần Amazon. Đứng ở vị trí thứ 6 là loài động vật ăn thịt hàng đầu ở sông Amazon. Cá sấu đen Caiman có thể ăn bất cứ thứ gì ở gần chúng. Độ nguy hiểm thì đánh bật cả cá piranha, khỉ, hươu, nai, cá rô, thậm chí là chăn khổng lồ Anaconda. Ngoài khả năng rình mồi và lớp ngụy trang hoàn hảo, cá sấu đen Caiman còn có lực hàm cực mạnh. Chúng thường đớp rồi lôi con mồi xuống nước, lộn tròn để xé xác. Với lực hàm cực mạnh của mình, cùng khả năng săn mồi và lớp ngụy trang hoàn hảo, cá sấu Caiman đen là một trong những sát thủ săn mồi hung dữ nhất của vùng lầm lầy Amazon. Chúng sở hữu những vũ khí giết chóc khủng khiếp nhất, sẵn sàng tiễn bạn về cõi chết chỉ bằng một cú tấn công chớp nhoáng. Cá sấu đen Caiman cư trú ở vùng phía Bắc Nam Mỹ và có thể được tìm thấy ở phần lớn lưu vực sông Amazon từ Peru và Ecuador cho đến phía đông Guyana và Suriname. Cá sấu Caiman đen có chế độ ăn rộng, cho cá ăn và các loài bò sát khác cũng như các loài gặm nhấm có thể phát triển dài tới 1,25 mét. Caiman đen là một trong những loài cá sấu lớn nhất trên thế giới. Chiều dài cơ thể trung bình của cá sấu đen là 5-6 mét, còn cân nặng có thể lên tới hơn 1 tấn. Hơn nữa, chúng có cái đầu rất lớn và nặng, yếu tố được xem là lợi thế khi chiến đấu với những con mồi cỡ lớn. Năm 2010, nhà sinh học Daiji Nishimura đã bị mất một chân khi chiến đấu với một con cá sấu đen Caiman sau 8 tháng con vật này trốn dưới thuyền của bà. 5. Cá Macaron Pajara. Với sự hung hăng và bộ răng kỳ dị, cá Pajara là một trong những loài cá nước ngọt nguy hiểm nhất thế giới. Cá Macaron Pajara hay còn gọi là cá mè nanh sói có tên khoa học là Hydrolysis comberoidi. Cá Macaron hay là một loài cá săn mồi nước ngọt được tìm thấy ở vùng Venezuela và trong lưu vực sông Amazon. Cá Macaron được mệnh danh là loài cá nước ngọt hung dữ nhất thế giới. Pajara là loài cá săn mồi vô cùng dữ tợn, có khả năng nuốt số lượng cá bằng một nửa kích thước của cơ thể. Thức ăn chính của cá Macaron là cá piranha. Piranha là loài cá hung dữ ăn thịt. Tên của chúng xuất phát từ hai chiếc răng nanh mọc ra từ hàm dưới với chiều dài 15cm, được dùng để đâm xuyên qua con mồi rồi ăn thịt. Hàm trên của cá có những chiếc hố đặc biệt, dùng để tránh những chiếc răng nanh tự đâm vào nhau. Đến đây thì bạn đã hiểu về câu nói, cá lớn nuốt cá bé chưa? Có ai đang cảm thấy tội nghiệp cho loài cá hổ piranha mà mấy phút trước đây vẫn còn đang khiến chúng ta khiếp sợ không nhỉ? 4. Cá ăn thịt Arapaima, vua ăn thịt man dợ sông Amazon. Arapaima là loài cá ăn thịt khổng lồ gây nhiều ám ảnh trong các vùng nước ở rừng Amazon. Đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Nó được mệnh danh là vua ăn thịt ở vùng sông Amazon. Arapaima thường ở bề mặt nước vì chúng cần hít thở không khí. Ngoài việc hấp thụ khí oxy qua mang, loài cá này hung dữ đến mức lưỡi của chúng cũng có răng. Là một sinh vật khổng lồ khác của Amazon, cá Arapaima có thể dài tới 2m, nặng 100kg với lớp vảy dày và cứng để chống lại kẻ thù. Chúng được sống ở những vùng có cá piranha mà không hề hấn gì. Khi tấn công, Arapaima thường lao thẳng tới kẻ địch. Chúng có thể làm lật thuyền và khiến con người bị thương nặng. Năm 2002, phóng viên truyền hình Jeremy West đã bị một con tấn công gây thương tích nghiêm trọng. 3. Cá Paku, loài săn mồi vô cùng dữ tợn. Đây là loài cá được biết đến vì có hàm răng giống như răng người và có thói quen thích cắn tinh hoàn của đàn ông. Chúng còn đôi khi được gọi là cá cắn bi hay là bone cutter.
một con cá pacu trưởng thành có thể phát triển lên tới 90cm và nặng tới 25 cân. Nó thường ăn các loại hạt, lá, thảm thực vật dưới nước và ốc sên. Thức ăn chủ yếu của loại cá này là các loại đậu, lá cây và các loài thực vật thủy sinh hay ốc sên. Chúng cũng rất thích ăn thịt, nên khi có cơ hội, chúng sẽ trở thành những kẻ tấn công nguy hiểm đối với con người. Cá pacu là khắc tinh đối với đàn ông khi họ tắm dưới nước. Do nhầm tưởng tinh hoàn của nam giới là loại hạt có thể ăn được, cá pacu không ngần ngại tiến tới và đớp lấy thứ mà nó nhầm là đồ ăn. 2. Lươn điện, sát thủ với nguồn điện kinh hoàng. Lươn điện có vẻ bề ngoài trông giống cá da trơn hơn là một con lươn bình thường. Loài lươn điện có chiều dài 2,5m và sinh ra từ dòng điện tử của các tế bào đặc biệt gọi là electrocilin nằm bên sườn. Dòng điện này có thể đạt tới mức 600V, gấp 5 lần so với dòng điện trong ổ cắm điện thông thường ở Mỹ và đủ để hạ gục một con ngựa. Nhiều cú sốc điện tử loài sinh vật này có thể gây đau tim hoặc suy hô hấp cho người. Khi bị lươn điện tấn công, người bình thường sẽ bị choáng và chết đuối. Những con lươn điện xác định vị trí con mồi bằng cách tạo ra những dòng điện 10V trước khi làm con mồi bị choáng và giết con mồi bằng những luồng điện mạnh hơn. Năm 2015, một người đàn ông Brazil lặng lẽ đi câu cá như một thói quen thường lệ, nhưng cuối cùng lại nhận được một kết cục thảm thiết. May mắn là không phải cái kết dành cho anh ta mà là một nạn nhân xấu số khác. Cụ thể, sau khi thả câu ở một nhánh sông Amazon, anh bắt được một con lươn điện, mắc nó lên vùng bờ cạn gần đó rồi quay lại lấy một con dao để đối phó và xử lý. Tuy nhiên, khi trở lại bờ sông, anh nhận thấy một cảnh tượng bất ngờ. Một con thú bò sát ăn thịt giống như cá sấu, đang mò đến con lươn mình vừa câu được và định sơi tái nó. Và ngay khi chạm được đến con mồi, nó đang ngay lập tức bị sốc điện và chết trong khi chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là nếu bạn thực sự, dù là vô tình hay cố tình, bị lâm vào trường hợp tiếp xúc với một con lươn điện, liệu có nguy cơ nào bạn cũng sẽ giã từ cõi đời này hay không? Vâng, một cú giật điện có thể vô hiệu hóa chức năng của một người bình thường, đủ để nếu không chết vì điện với những cú giật tiếp theo thì cũng sẽ không thể di chuyển mà thoát ra khỏi vùng nước rồi dần chết đuối. 1. Nhện Brazilian Wandering. Loài nhện độc nhất thế giới này là loài đặc hữu của Amazon và sẽ tấn công người nếu bị kích động. Nọc của chúng gây mất kiểm soát cơ và ngạt thở. Chúng không trăng tơ hay làm tổ mà chỉ lang thang khắp nơi, trú ở những nơi mát mẻ vào ban ngày và di chuyển trên mặt đất vào ban đêm. Ngoài ra, vết cắn của chúng còn dẫn tới tình trạng cương cứng suốt 4 tiếng ở nam giới. Nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi đúng không nào? Đây không phải loài động vật nguy hiểm nhất, nhưng quả thật là minh chứng rõ ràng cho câu nói nhỏ mà có võ của các cụ ta thời xưa đấy. Vậy là những bộ lạc sống ẩn trong rừng sâu, chuyên bắn những mũi tên độc cũng không phải điều kiện thời tiết và nhiệt độ cực kỳ khắc nghiệt có thể khiến bạn ốm đến tử vong. Tất cả những nỗi sợ hãi ở rừng Amazon đến từ những quái thú sống ẩn mình trong những tán rừng rậm rạp và dưới lòng sông đục ngầu. Và nếu các anh em đủ can đảm để theo dõi đến giây phút cuối cùng của video thì quả thật rất xứng đáng để được trao tặng huy chương cho sự dũng cảm đấy. Hãy chia sẻ về loài quái vật mà bạn sợ nhất bằng cách bình luận dưới video. Cũng đừng quên bấm thích và đăng ký kênh YouTube BMG Khám Phá. Nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ các thông tin thú vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!